Tất cả quý vị nha, chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản Nha Trang Cam Lâm. Thì hiện tại em đang có mặt tại một cái vị trí đất rất là đẹp. Vị trí đất này là nó cách Nha Trang khoảng 20 phút thôi. Và nó cách cái đường quốc lộ 27C lên Đà Lạt, kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt thì khoảng 600 m. Và đặc biệt là vị trí đất em là nó cách hai cái khu công nghiệp lớn sắp được hình thành, đó là cái khu công nghiệp Diên Thọ và khu công nghiệp Sông Cầu. Thì cái vị trí đất của em nó có tiềm năng như thế nào thì quý anh chị mình theo chân em tổng quan cái khu vực này nha. Lại là em đây à. Bây giờ em sẽ quay tổng quan vị trí đất bên em cho quý anh chị mình xem dễ hình dung nha. Trước mặt quý anh chị đây là con đường. Con đường này là con đường nó được trải nhựa nè. Hiện trạng thì rộng khoảng 4,5 m và là con đường nhỏ nhất. Có cái diện tích nhỏ nhất ở cái khu vực đất bên em. Thì khu vực đất anh em là nó có cái vị trí là bốn mặt tiền đường luôn đó quý chị mình thấy từ con đường này nó tới cái chỗ mấy bạn em đang đứng đó mà nó qua bên kia đó là tới cái nhà đó, chỗ người ta đang làm mà đường á anh chị, chỗ em đang làm lại đường, cho nên cái chỗ đó là sắp tới sẽ có một quy hoạch con đường là mở rộng 20 m luôn, sẽ kết nối với đường Hương Lộ 62 và nó sẽ chạy thẳng xuống giao với Hương Lộ 39 nữa và xuống gặp quốc lộ 1A đó, cho nên sắp tới là chỗ này nó sẽ có con đường, hiện trạng thì nó đang là con đường 10 m đó, bên em đang làm lại đường cho nên quý anh chị yên tâm nha. Đây là con đường hiện trạng, đây là con đường nội bộ bên em nè, đường nhựa rộng 4,5 m, ô tô tránh nhau thoải mái. Hiện tại thì nhóm em đang lên đây để tập trung để cúng đây, em thì em quay cho mọi người xem. Ở trên em ở đó chơi ăn nhậu đêm luôn. Đây quý anh chị thấy không? Xe ô tô đậu thoải mái. Đang hiện tại thì cũng có rất nhiều khách hàng và xe bên em lên đây tham quan dự án. Đây là một cái nhà người ta đã mua trước đó và ta đã xây rồi nè quý anh chị. Cái này là họ mua hai lô này, hai lô ngang gần 10 m á. Đặc biệt là các lô bên em đều là có bề ngang là 5 m nha quý anh chị. Như quý anh chị mình có thể mua hai lô lại với thể thành có bề ngang 10 m. Đây vị trí đất bên em là thuộc trung tâm của xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 15 phút đi xe máy nha quý anh chị. Để em quay tổng quan cho quý anh chị mình xem. Đường nhựa rất là đẹp, bên kia cũng chuẩn bị là trải nhựa luôn nha quý anh chị. Cái mặt bên đó là giá sẽ cao hơn bên đây một xíu. Thì bên đó sắp tới mở đường cho nên là quý anh chị mình nếu mà mình đầu tư bên đó thì cũng ok, mà bên này cũng ok. Này, đây là cơ sở hạ tầng bên em là có đường nhựa là một nè, đèn điện chiếu sáng nè, năng lượng mặt trời nè. Thì cái vật đó bên em là sẽ phù hợp với những ai này, thì đầu tiên là mình đầu tư nè. Bởi vì với cái tỷ suất lợi đầu tư ở đây rất là thấp, mình chỉ cần bỏ ra số vốn khoảng 500-600 triệu là mình đã thể sở hữu cho mình một lô đất ở đây rồi, ngang 5 m, dài cũng là 20-30 m, rộng hơn 100 m. Thì đó, và đặc biệt là cái vị trí đất anh em á là nó cách hai cái khu công nghiệp rất là lớn sắp tới sẽ được hình thành, đó là khu công nghiệp Diên Thọ. Thì đi về cái hướng tây nam, từ hướng tây nam này thì mình sẽ 1,5 km là mình sẽ gặp cái khu công nghiệp Diên Thọ, thì rộng 55 ha, và cách đây khoảng 8 km thì có khu công nghiệp Sông Cầu thì sắp tới cũng sẽ được hình thành luôn. Thì khi mà quý anh chị mình có thể mua ở đây, mình làm một cái khu nhà trọ cho công nhân thuê cũng rất là ok, bởi vì từ đây là cách khoảng 8 km, 1,5 km là mình có thể tới được cái khu du lịch, khu công nghiệp rồi, rất là gần luôn. Thay vì nhiều công nhân họ thuê ở Nha Trang rất là xa, thì khi mà mình có xe trung chuyển á, mình đưa đón công nhân nó cũng rất là tiện, có 8 km thì rất là gần luôn, thì nó sẽ giảm chi phí xăng xe này, giảm chi phí xe, giảm chi phí thời gian, công sức tiền bạc của mình rất là nhiều đó, quý anh chị mình thể thêm đó. Hoặc là quý anh chị mình có thể mua một lô đất ở đây, mình làm nhà trọ, mình cho thuê đó, cũng rất là ok đó. Hoặc là quý anh chị mình có thể là mình mua mình ở cũng được,
Đó, bởi vì cái khu này á là nằm ngay trung tâm của huyện, nằm ngay trung tâm của xã Dương Hòa luôn, thuộc huyện Dương Khánh. Thì cách đây khoảng 5 phút đi xe máy thôi là mình sẽ gặp trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính huyện của huyện Dương Khánh mới. Về trong bán kính 1 đến 2 km là có đầy đủ tiện ích dân sinh, là trường mầm non cần cấp 1, cấp 2 nè, cấp 3 nè, bệnh viện Dương Phước nè, trường, còn trường thì mình có thể kể như là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ nè. Đó. Chợ thì có chợ Dương Phước, đó, bệnh viện viên Dương Phước, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa. Thì giá dự kiến của bên em á là cái khu vực, cái khu đất ở từ cái chỗ cái những cái lô đất mà từ căn nhà đó đi vô khoảng 5 lô là giá 4,5 triệu một mét vuông, và từ chỗ đó đi ra tới chỗ này nè thì có giá là 5,3 triệu một mét vuông nha quý anh chị, 5,3 triệu một mét vuông đó. Còn cái mặt bên kia là có giá từ 5 cho đến 5,5 triệu một mét vuông. Còn cái riêng cái mặt tiền đường, cái đường 6m á, cái đường 6m mà xe đang làm á, cái đường nó không phải lộn, cái đường nó hiện trạng 10m, nhưng mà sắp tới sẽ có quy hoạch đường 20m luôn, thì sẽ có giá là, thì sắp tới sẽ có giá là 6 triệu nha quý anh chị, 6 triệu một mét vuông. Thì em sẽ qua để em quay cho quý anh chị xem là cơ sở hạ tầng người ta đã làm tới đâu rồi. Thì ngoài việc mua đầu tư, mua nhà mình ở, hoặc là mình mua để mình đầu tư, mình làm dãy trọ cho công nhân thuê, hoặc là mình có thể mua mình làm một cái tài sản để lại cho con, tài sản thừa kế để lại cho con cháu sau này cũng rất là ok luôn. Với cái ưu điểm là tỷ suất đầu tư thấp, nhưng mà cái diện tích đất mà mình nhận lại nó rất là lớn, cho nên tiềm năng tăng giá nó sẽ cao hơn là những khu vực mình mua trong khu vực gần Nha Trang, thì diện tích nó sẽ rất là nhỏ nhưng mà cái tỷ suất đầu tư rất là cao, lợi nhuận mang lại cho mình nó cũng rất là lâu để sinh ra lợi nhuận. Đây nha quý anh chị, từ chỗ này nè mà mình đi ra hướng này nè, đó, đi thẳng tới hướng đó thì mình đi xem 600m nữa là mình sẽ ra tới đường đại lộ 27C, đường quốc lộ 27C hay còn gọi là đường đại lộ Cao Bá Quát. Một hướng là đi lên Đà Lạt, một hướng là về Nha Trang. Về Nha Trang thì khoảng 15 phút nha quý anh chị. Đây là con đường 10m nè quý anh chị, hiện trạng đang là 10m nè, và sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng thành đường 20m luôn. Đây công ty em đang làm nhựa, đang làm đường lại nè. Đây là những người thợ đang làm đường lại. Đây. Sắp tới chỗ này con đường này sẽ được mở rộng thành 20m. Thì những anh chị mình có thể đầu tư khu vực này nè, khu đất khu vực này. Và hiện tại thì giá đang rất rẻ, chỉ có 6 triệu một mét vuông thôi. Thì diện tích ở đây, mấy cái lô ở đây thì khoảng 100m, 100 tới 150m thôi. Quý anh chị mình nếu mà dư giả xíu có thể mua lần 1, 2, 3, 4 lô mình để dành, mình để dành làm tài sản tích trữ cho con cái nè. Đó. Khi mà con đường này nó mở ra, nó hình thành một phát là giá trị đất ở đây nó sẽ tăng không ít, gấp 3, gấp 4 lần. À, và đặc biệt một cái nữa mà em quên chia sẻ quý anh chị, thì cái khu vực đất của anh em á là nó cách nút giao cao tốc, cái tuyến cao tốc Bắc Nam mà cái tuyến Nha Trang Cam Lâm á, đó, hướng như này nè, cách khoảng 5 phút thôi là cái tuyến Nha Trang, cái tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm nó đang hình thành, là cái tập đoàn Sơn Hải họ đang bắt đầu giải phóng mặt bằng để họ làm á. Đó, cho nên với lại chỗ đó là cách nút giao luôn, nút giao với cao tốc Nha Trang Đà Lạt nữa, cho nên cái kết nối giao thương khu vực này vô cùng thuận lợi trong tương lai. Đó, cho nên là cái khi mà quý anh chị mình đầu tư khu vực này là rất là có lợi, để sau này mình có thể là mình có thể ở, mình kinh doanh, mình đầu tư. Đó, tiềm năng tăng giá rất là lớn luôn. Và pháp lý thì pháp lý vô cùng an toàn, là khi quý anh chị mình mua ở đây á, là pháp lý là quý anh chị mình đã sở hữu là sổ hồng riêng này, sổ hồng riêng từng từng lô luôn,
từng lô một, được hỗ trợ tặng kèm giấy phép xây dựng nha quý anh chị. Và đặc biệt nữa là ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 60% từ 10 đến 15 20 năm, tùy theo nhu cầu mình muốn vay bao nhiêu lâu. Đó, thổ cư thì thổ cư ở đây là từ 80 đến 90% nha quý anh chị. Thì bên em nếu mà những cái lô nào mà chưa full thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư full luôn, với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Trên quý anh chị yên tâm khi mà mình đầu. Cho nên quý anh chị mình hoàn toàn yên tâm khi mà mình đầu tư đất nền khu vực bên em nha. Và đặc biệt là những cái vị trí đất bên em như bên này nè thì hiện tại rất là hiếm. Rất là hiếm luôn. Hiện tại giờ chỉ còn khoảng 57 nền thôi. 57 cái nền đất cuối cùng. Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý anh chị mình kết bạn Zalo với em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0353 687 732. Thì em sẽ gửi cho quý anh chị mình sơ đồ nè, cũng như là bảng giá vị trí từng lô nè, để quý anh chị mình có thể lựa chọn cho mình được cái lô phù hợp nhất. Để từ đó là mình sẽ sở hữu được một cái lô đất mà mình đầu tư ưng ý nhất. Cụm đất anh em là có 4 mặt tiền nha quý anh chị, như từ nãy giờ em quay á, thì có 4 mặt tiền. Riêng cái phần này là giá sẽ cao, bởi vì là chỗ này là có đường 10m, quy hoạch 20m. Đó, bên em là đang làm lại đường, chuẩn bị trải nhựa rồi. Cho nên quý anh chị yên tâm, sắp tới là hạ tầng cơ sở bên em là rất là đẹp. Bên em là sẽ làm lại đó, đèn nè, đèn điện chiếu sáng nè, có điện năng lượng mặt trời nè. Bên em sẽ trồng lại đèn điện chiếu sáng nha. Quý anh chị mình yên tâm, điện nước đầy đủ, có hệ thống thoát nước mưa đầy đủ chứ không phải như vậy đâu. Làm lại đầy đủ cơ sở hạ tầng, thì quý anh chị mình tới đây ở thôi, chứ không còn lo lắng cái chuyện mình phải tự kéo nước về. Đó, cái cột móc bên em chia lô đầy đủ này. Đó, cái cột móc bên em hiện tại thì bên em cũng đang có rất là nhiều khách hàng. Đó, khách hàng lên đây họ xem mà tham quan. Thì hiện tại họ cũng có rất nhiều khách, họ đã cọc tiền vô để họ mua rồi. Thì để nhanh chóng mình sở hữu được cái lô đất ưng ý thì quý anh chị mình kết bạn Zalo với em liền nha. Hoặc là gọi trực tiếp cho em thì em sẽ tư vấn báo giá cho quý anh chị mình. Đây cũng là cái mặt đường này, bên em sẽ làm lại được nhựa hết luôn. Vậy cuối cùng em xin cảm ơn tất cả quý chị đã xem video của em nha. Và hẹn gặp lại tất cả quý chị vào những video tiếp theo của em ạ. Nếu thấy hay thì quý chị mình đừng quên cho em một cái nút like nha, một cái nút đăng ký kênh và một cái nút thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất về thị trường bất động sản Nha Trang, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Hòa, những cái vị trí đất đẹp nhất, giá tốt nhất và cơ hội đầu tư tốt nhất cho mình. Em cảm ơn tất cả quý anh chị ạ.